Úi trời ơi, hồi này cổng tít trên đấy hả? Cổng ở Tây Bắc, à Bắc, Bắc. nhà hướng Tây Bắc nhưng cổng Bắc. Phía trước Tây Bắc này là cái gì ấy? Đấy là đất nhà người ta nhưng mà đất rộng, đất trống, vườn đấy. Cái hàng rào này là hàng rào kín hay hàng rào hở? Thấp được có 50 phân ạ. À 50 phân, thế tốt rồi. Sao? Nhà anh thường đi cửa phía trước hay đi cửa hông? Đi phía trước ạ. Đi cửa phía trước này vào hả? Vâng. Anh Quyền sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 89 ạ, tuổi Tỵ ạ. 89 kiểu gì? Nhà vương vệ sinh luôn ạ. À đây rồi, có cái nhà vệ sinh đây rồi, tốt quá. Hiểu bài nhanh, nhớ bài lắm, như anh này nhớ bài kinh khủng luôn. Sau làm thầy thì cái dích biết. Tiếp theo, vâng. Tiếp theo đi anh. Vợ và con trai em đều tuổi Thân ạ. Vợ con trai là Thân. Ngồi con Thân. Ở bây giờ lại có cái cửa sổ nữa đúng không? Vâng. Vui như Tết. Nhà vui như Tết. Rồi. Ai ngủ đây anh? Không, phòng đấy không ai ngủ cả. À, thế tất cả ngủ đây hết à? Ngủ ở phòng phía Tây ạ. À, ba người ngủ ở phòng phía Tây hết. À, ngủ hết phòng phía Tây. Ai ngủ trước, ai ngủ đây? Em bây giờ hiện tại đang đi làm ở Đài Loan cơ. À. Nên là có hai mẹ con ở ngủ ở nhà phòng phía Tây. À, ngủ phòng phía trước gì? Vâng. Đâu hàng xóm ngủ đâu? Đùa thôi. Ông này suy nghĩ, ông này đuổi theo. Thầy vui tính quá. Ông thế là anh em mới tỉnh ngủ. Không, anh em mới không tỉnh ngủ. Thì bây giờ như này, cứ kiến thức ta đâu thì ta bổ đấy thôi. Mọi người đừng quá là căng thẳng. Cái phía sau đất nó có bị trúng không anh? Không ạ, đất sau cao hơn trước ạ. Vâng. Cái kho này mình có lập mái hết đúng không? Vâng ạ. Chỗ này này. Vâng, lập hết ạ. Lập ra đến đằng sảnh đằng trước phía bắc rồi. Đúng không? Vâng. Lập đây đúng không? Vâng. Chỗ làm kia cũng lập nhưng mà chỗ làm kia thì em không quây kín nữa. Còn hai còn hơn một. Vâng. Đất này đúng không? Vâng. Bây giờ anh đang ở Đài Loan hay ở Việt Nam? Đang ở Đài Loan ạ. Làm xong cái này mày phải bỏ về thì sao? Em đang muốn về theo học lắm nhưng mà đang dở hợp đồng chưa về được. Không phải bộ, không phải bộ. Như thế này nhé, hôm qua mình cứ nói câu chuyện này, cái phần hình thế nó vô cùng quan trọng. Trước rộng sau hẹp thì thấy chưa? Vâng. Nhà mình đặt mái này, nên cái phần mái này vẫn tính vào nhà. Vâng. Nó 39 mà đúng không? Vâng. Đấy, thế nên là phía sau trước thì rộng và phía sau thì hẹp này, nên nó làm cho cái nhân đinh nó cứ tản mát đi đấy. Vâng. Nhân đinh tản mát đi là cái việc mình đi ra ngoài là tốt, bởi vì nếu ở nhà thì nó sẽ dẫn đến bệnh tật ốm đau và nguy hiểm hơn. Và cái thứ hai nó động vào cái xương tuổi của mình này, nên việc mình đi là chính xác rồi, không có gì phải bàn nha. Vâng. Không có gì phải bàn cả. Đấy. Cái tiếp theo mình nhìn thấy rằng là ở cái phương Nam ấy, toàn bộ cái phương Nam của mình nó bị hỏng hết rồi, cả nhà vệ sinh, cả bếp, thế nên là danh tiếng thì nó tổn hao kinh khủng luôn. Nhưng mà nhà này lại toàn hỏng phía sau thôi. Hỏng phía sau thì hôm qua học rồi đúng không? Vâng. Sơn nhân đinh thủy còn tài. Sơn quả nhân đinh thì nó không phải là phía sau, nó là kết quả công việc của mình nó đã không tốt rồi, kết quả công việc không tốt rồi. Cái tiếp theo, cái hướng Tây Bắc này này nhiều việc lắm. Cái khí Tây Bắc này nhiều việc lắm, nhưng mà lại làm nhiều mà lại không có tiền mới đau. Đấy. Làm nhiều mà không có tiền. Vì do sao? Bởi vì phía sau này nó bị top vậy này, phía sau này nó bị lỗi này, nó lên nó như vậy. Đấy. Thế nên là cái việc mình mà đi ra khỏi nhà là cái điều may mắn nhá. Nhưng mà sửa không được. Không sửa thì đi làm với có gửi bao nhiêu tiền về thì dài tiêu hết. Thằng con dài ấy.
không để bỏ về, em bảo thôi không cần hết tập đồng rồi em về luôn. Đây cái giá nó tiêu hết. Đấy. Thì bây giờ mình phải sửa đây thôi. Cái phía trước là ở Tây Bắc có một cái luồng khí từ cổng vào, thì về kiểm tra xem cái luồng khí này nó vào nhiều hay là khí từ phía trước vào nhiều. Mình phải tính nhé. Vâng. Cái này thì không giúp được, mà cái này anh phải kiểm tra là xem là gió từ bên này về hay gió từ phía trước về. Nếu gió từ phía trước về thì không phải lo lắng nhiều, thì tập trung sửa phía sau. Còn nếu gió từ bên này về về nhiều thì lại phải tính là đặt nước ở đây và cho nó vào cửa sổ bắc này. Vâng. Có hiểu ý thầy không? Vâng, hiểu ý. Suy thì phải vào có cửa suy và có nước, hình dung chưa? Vâng. Đấy. Còn nếu trong trường hợp mà khí ở Tây Bắc về thì cứ để cho nó vào cửa chính này, không sao. Vâng. Sau đó thì toàn bộ cái cụm bếp và nhà vệ sinh này này, hiểu chưa? Mở rộng cái này ra, bố trí lại cái chỗ nhà cái đoạn này, bố trí nhà cái đoạn này lại đi, sắp xếp lại đi, sắp xếp lại cái đoạn này đi, để đưa cái bếp và cái nhà vệ sinh sang đông và đông nam này này, tránh sơn tuổi mình ra. Vâng. Và toàn bộ cái phía nam này này để chống và làm cái cửa ngách ra chỗ này, để cho từ khí từ Tây Bắc nó thông qua nam này, thì đúng không? Vâng. Đó. Thì cái cách đi như thế, hoặc là từ cửa sổ bắc nó vào là làm nó hai cái cặp này đều vượng cả, đều vượng cả. Vậy thì đó là có lại là ta thiếu cái cửa nam và phải dọn sạch cái chỗ cái cụm này sang bên này là xong. Đấy. Thì khi mà ta đặt bếp đây thì ta có thể là làm cho cái không gian này làm cái không gian bàn ăn đấy, nó rộng này, ăn uống nó rộng này, lại nó rộng này. Anh cái chỗ vâng, cái phía Tây Bắc của em như thế là nó cũng không, nó vẫn đang trống như thế, nó khuyết như thế là còn phải bù vào. Cái Tây Bắc phía trước không còn nói gì cả. Vâng. Ở phía trước nó ngoài không sợ đâu, ngoài mà nó phía trước nó có nhỏ đi một chút chút không sao, nhưng phía sau không được nhỏ. Vâng. Phía trước nó không khuyết quá nhiều là được, tỷ lệ kia là không nhiều, nhưng cái quan trọng là phía sau đây này, phía sau là của mình này, mình nhìn này, tường nhà mình nó như này mà. Bên phía đông nhà em thì hết mất đất rồi, đằng sau mới là bên trái thì còn rất nhiều. Đây này. Đấy, cái nhà mình bây giờ nó là cái cục nó như thế này này. Hình dung chưa? Vâng. Chính cái kho, bỏ cái kho này chả giải quyết gì cả đâu. Đấy, thì bây giờ mình sẽ làm lại, làm như thế này. Mình sẽ lấy ra đây và chạy cho thẳng ra đây. Thì nó hơi vát một tí này như sau cả. Thì cái nhà nó sẽ đầy đấy. Nhớ là sửa hình trước, hình phải sửa trước, sau đó khí các phương vị sửa xong. Ông hình dung là như thế này, muốn chữa được tay thì phải có tay, cái tay bị thương còn chữa được, nghĩa là nó bị chỉ gọi là đi này gọi là nhiễm khuẩn thôi thì còn chữa được, nhưng nếu mà nó mất thì không chữa được. Thì đầu tiên phải chữa hình trước, phải đủ hình hài ạ. Đấy, sau lọc khí thì chữa xong. Đấy, đặc biệt là cái sơn tuổi của mình phải cởi ra, danh vọng phải cởi ra thì mới làm ăn được nhá. Tiếp theo nữa là cái thân, như kìa, cái thân là sơn tuổi của đồng chí ấy. Vợ của con đấy. Đấy, thì bây giờ vợ với con ngủ ở phòng trên hay phòng dưới? Phòng trên ạ. Phòng trên rồi, thì thế cái cửa này đóng vào, cửa đóng vào. Vâng. Sau này mình sẽ trổ những cái cửa nhẹ dưới đầu canh này, và nếu trổ khô này thì đặt nước ở bên ngoài. Ở đây mình cũng phải trổ cái cửa đây, cửa đầu giường này ra. Chỉ cần một cái cửa nó khoảng độ tầm 35-90 cũng được, thông dùng cái chớp ấy. Vâng. Và nó thông khí được, không cần thiết thì nhiệt, nó cứ thông khí là được. Cái cục nhà mình như vậy. Thế còn cái chỗ này thì đảo lại cái cửa thôi, đảo lại cái cửa ra vào thôi, và đưa cái đầu giường lên đông bắc.
là xong. Nhà xây rất đẹp rất kiểu, nhưng mỗi tội là sai thôi. Kiểu quá nên thành ra khuyết nhiều. Kiểu quá nên là khuyết nhiều. Ok. Thế còn đặt bàn học thì như thế nào? Nhà này tọa tọa Đông Nam và Đông Nam à? Đúng không? Thì là 4 chân cung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 1 là Tây Nam và 9 là Bắc. Thì là ở đây đặt ngay thì chỉ mình Văn Xương ở đây. Thế nào? Đặt phía bên ngoài rồi. Ừ. Nhưng mà đặt Bắc thì hay hơn này. Nhà này đặt Bắc hay hơn. Bắc có làm phía trước này. Đặt chỗ này này. Đặt cái thì chỉ mình Văn Xương ở chỗ này và mở cái cửa hé hay ra. Thì nó làm được cái khí này vào. Nhà em thì từ cái chỗ đấy cho em vẽ nét nước đến em lập mái rồi, đang sợ đặt nước đấy nó có vào cái cửa lách ở Tây Bắc ở Đông Bắc rồi nhà gì một tí. Nhà em phải cắt mái ra. Vâng. Bỏ mái cắt mái ra. Vâng. Làm lắm mái quá. Nhà này nên lập mái ở chỗ này này. Hay hơn. Bởi vì khi ta lập mái thì nó giữ khí là phải đó quý nhà đấy. Đấy. Mà lên là mái ở phía tây thì bắt vào phía trước hơn, là mái bên đường hơn, nó giữ được cái khí này, nó tàng lại ở đó, nó là cái đó đi không đi nha, nên là mái phía trước đừng là mái sau, mà ở đây phía này là phía tây nữa, đang nóng nó là mái là hợp lý hơn, đừng là ở phía tây. Nhà em ở phía phía đông bắc mấy cả phía bắc đấy, nhà hàng xóm nó làm chuồng lợn nên là mình phải bịt nó vào cao lên. Vâng, bịt cao lên, bịt kịch mái lên, càng bịt càng mùi, dựng cao lên. Vâng, dựng cao lên là không đập mái. Đúng không? Cao lên. Dựng cao lên. Rồi, đăng ký các kênh của Phong thủy Đại Nam để cập nhật kiến thức phong thủy mỗi ngày. Tổng đài tư vấn Zalo 0865 69 08 18.